Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 2 căn nhà mới nhất với diện tích là 1 căn 37m, 1 căn 40m², vị trí ngay sát khu đô thị Đô Nghĩa, cụ thể thì nó thuộc tổ 12 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà thực tế 2m2, cách với lại một nhà là ra tới đường ô tô đi lại được, diện tích rộng. Với cái thông số nhà của ngôi nhà này, Ngọc Ánh sẽ quay một trong hai căn để gửi tới cho quý vị với cái thiết kế nhà diện tích là 39,9m, hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m2, mặt hậu của ngôi nhà 3m2, chiều dài 11m53, hai căn nhà, hai cuốn sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, gần như nằm ở cuối khu đô thị Đô Nghĩa, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông và đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với trường đại học Fenica, gần với bến xe Yên Nghĩa, tiện ích sinh hoạt xung quanh, ngập tràn giao thông đi lại thuận tiện, giá bán rất là hợp lý cho một ngôi nhà 40m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng mới. Với cái phần hiện tại ngoài đang đứng là phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà thì đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Ở đây thì chủ nhà đang kê một bộ sofa để tiếp khách rất là rộng, rất là thoáng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với cái cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là an toàn, thẩm mỹ. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà này là xong hết 100%, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay, sổ sách chuẩn chỉnh. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 1, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 granite và ở phần tầng 1 thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần nữa ở đây. Hồ sơ điện và hồ sơ nước đều lắp đặt xong xuôi, diện tích 40m. Tương đối là hợp lý mà cũng nhiều khách hàng mong muốn là một tầng thiết kế 2 phòng thoáng rộng thì ngôi nhà này có thể đáp ứng cho quý vị như vậy, gần khu đô thị, gần với trường đại học, xung quanh nằm trong khu dân cư đông đúc. Đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Phần phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện đầy đủ chỉnh chu cho quý vị, xong hết rồi. Nói chung đúng với cái hiện trạng này là quý vị xách đồ về và ở, sổ sách thì bàn giao được luôn trong ngày, sáng công chứng, chiều dọn đồ về ở được ngay mọi người nhé. Phần tủ bếp chủ nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị, ở đây là tủ bếp thiết kế là tủ gỗ đó, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, xong hết rồi. Nhà có sao Ngọc Ánh review chỉnh chu cho quý vị là y như vậy, diện tích 40m. Căn nhà này không lỗi phong thủy, không đường đâm, không thóp hậu quý vị nhé. Tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Gần với trường đại học Fenica, trường đại học Fenica là một trong những trường đại học hiện tại đang rất là phát triển mọi người ạ. Và nó nằm ở cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống cây, tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngăn cách giữa phần phòng khách, cửa chính ở đây là một vách lam chủ nhà lắp đặt cho mình. Ngăn cách nó ở đây mọi người ạ, vách lam gỗ mọi người nhé. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cầu trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, vị trí cho quý vị. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Dạ vâng quý vị ơi, trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho chúng ta mỗi một tầng 2 phòng ngủ, tháng trước, tháng sau. Mời quý vị theo em vào phòng ngủ đầu tiên phía bên trong. Đây, với cái căn nhà này, chủ nhà thiết kế khe thoáng cho quý vị ở đây. Có cửa sổ mở ra rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Tủ gỗ âm tường, tủ gỗ quần áo âm tường cho quý vị. Thiết kế rất là hiện đại, hợp mắt mà nói chung là nó đáp ứng đúng với cái công năng cũng như cái diện tích sử dụng, rất là gọn luôn rồi ạ. Đó, sàn gỗ công nghiệp thiết kế ở dưới chân của anh đây. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, chất lượng rất là ok. Phòng ốc vuông vắn, dễ dàng kê giường tủ mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Vậy thì phòng ngủ phía bên ngoài đây ạ, hành lang đi vào rất là rộng. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài với phần bóng ngủ thiết kế cực kỳ là thoáng. Cửa sổ đây với hướng nhà là hướng Tây Bắc cũng không bị nóng đâu mọi người ạ. Bởi vì sao ạ?
Ở đây là có một cái nhà hàng trước, nhà hàng xóm là xây rất là rộng, chắn ở đằng trước mặt mình rồi, cho nên là nó rất là thoáng. Và đây là cái phần phòng ngủ tương đối là rộng. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Trong phía phần phòng ngủ này, nhà có thiết kế cho mình hai bên hai kệ trang trí tô điểm lên trong cái phòng ngủ, nhìn nó đỡ đơn giản, đỡ đơn điệu hơn đấy mọi người ạ. Để đồ ở đây tương đối hợp lý thôi. Nói chung nếu như mà để tuyệt đối thì mọi người chỉ có tự tìm đất, tự xây, tự trông coi công trình cũng như tự lên bản vẽ thiết kế thì nó mới phù hợp với đối tượng riêng từng người. Còn những cái căn nhà như thế này thì chủ nhà thiết kế gọi là tối ưu công năng và cũng là gần như là đại trà để phù hợp với lại tất cả mắt thẩm mỹ của mỗi người. Nó phù hợp với cái công năng sử dụng của một hộ gia đình. Với cái căn nhà này mà 4 phòng ngủ thì cho 3 cái hệ ở vẫn là vô tư mọi người nhé. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 phòng ngủ trước và sau. Đầy đủ đầy cho quý vị ở đây. Bồn cầu, sen tắm, lavabo. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế của ngôi nhà tương tự như tầng 2, tất cả các phòng ngủ đều thiết kế giống hệt nhau. Tầng 2, tầng 3 giống y chang nhau mọi người nhé. Đấy. Cái này mà thiết kế giường vào nữa thì rất là hợp lý, rất là đẹp. Với giá bán vô cùng hợp lý tại thời điểm hiện trạng mà của cùng khu vực với cái diện tích rộng, nói chung là hàng này cũng siêu hiếm đấy mọi người ạ. Không quá nhiều, ở đây thì chỉ có 2 căn thôi, vừa mới xây dựng và hoàn thiện xong. Phòng vệ sinh, tất cả Ngọc Ánh đã đều chia sẻ trong rất là nhiều video. Những căn nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% sổ sách chuẩn chỉnh, đầy đủ những cái pháp lý giấy tờ để có thể hỗ trợ quý vị vay vốn ngân hàng. Vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá với những cái mức lãi suất thấp nhất, ưu đãi nhất quý vị ạ. Đấy. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Cũng thiết kế tủ âm tường rồi. Như cái phòng này thì quý vị chỉ việc về lắp thêm một chiếc giường nữa thôi là ok. 4 phòng ngủ riêng. Tất cả các phòng đấy. Giường hoàn thiện xong. Review rất là thực tế. Từ vị trí ngôi nhà này thì cách với trường đại học Phenica nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 2 km thôi mọi người ạ. Cách với lại khu đô thị Đông Nghĩa khoảng tầm 1 km. Nói chung tiện ích xung quanh, dân sinh, chợ trường nằm trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Mời quý vị theo Trần Ngoài lên gặp tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà thưa quý vị. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang như Ngọc Ánh đã chia sẻ ở phía dưới tầng 1 là tầng 1 lên tới tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Ở trên cái tầng 4 này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là một ô giếng trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Và trên tầng 4 thiết kế như sau. Đây là khu vực riêng để máy giặt mọi người ạ. Sàn thoát nước, đầu thoát nước, ổ điện để riêng. Và đây là phần một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Bởi vì theo như Ngọc Ánh biết ấy, thì có một số hộ gia đình không muốn làm phòng thờ riêng ở đây mà chỉ làm một bộ phận thờ ở dưới tầng 1 ấy, thì ở trên phòng này vẫn có thể sử dụng làm một phòng riêng rất là hợp lý. Nhưng có điều là Ngọc Ánh quay và review cho quý vị thì quý vị có thể cảm nhận được nó như thế nào. Còn đây là phần sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà tương đối là rộng. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế xung quanh. Đây là phần sân phơi. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đầy đủ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Chi tiết, đường, hướng, vị trí, giá để ở dưới phần miêu tả. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.